7 mẹo làm đẹp không tốn của bạn đồng nào mà hiệu quả bất ngờ. Không cần tới Botox, chỉ một miếng băng dính nhỏ cũng có thể giúp bạn là phẳng nếp nhăn vùng trán. 1. Làm đều màu da. Nếu có làn da không đều màu, quầng thâm dưới mắt dày đặc, đừng dùng phấn bột khi trang điểm mà hãy dùng phấn rôm. Tán một lớp phấn rôm mỏng sẽ giúp làn da trông trắng sáng và mịn màng hơn. 2. Tẩy trắng răng. Trà, cà phê hay đồ ăn khiến răng bạn bị ố vàng không cần tốn tiền tới nha sĩ để tẩy trắng răng, bạn có thể dùng vài viên than hoạt tính, hòa với nước rồi dùng để đánh răng vài lần trong tuần. Bạn sẽ thấy răng trắng sáng hơn hẳn. 3. chị móng tay ố vàng Dùng sơn móng quá thường xuyên có thể khiến móng tay bị ố vàng. Các đơn giản nhất để cải thiện tình trạng là ủ móng tay bằng kem đánh răng. Có thể lặp lại 3-4 lần trong tuần để sớm đạt hiệu quả. 4. Là phẳng đếp nhăn Tiêm Botox sẽ ngốn của bạn một khoản tiền lớn. Cách tiết kiệm nhất để là phẳng nếp nhăn là dùng vài miếng băng dính nhỏ, kéo căng ra rồi dán lên những vùng có nếp nhăn. Mẹo này có thể sử dụng cho cả da cổ và da bụng. 5. Giúp móng tay chắc khỏe. Móng tay yếu, dễ gãy, có thể cải thiện đơn giản bằng cách ngâm đầu ngón tay vào nửa quả chanh. Lặp lại 3 đến 4 lần một tuần để thấy hiệu quả rõ rệt. 6. Chị quầng thâm dưới mắt. Để làm mờ quầng thâm dưới mắt, bạn chỉ cần dùng hai lát khoai tây thái mỏng, để trong tủ lạnh khoảng 30 phút đắp lên mắt. Sau 15 phút, bạn sẽ thấy vùng da này cải thiện rõ rệt. 7. Làm trắng vùng da dưới cánh tay. Dùng một thìa mật ong trộn với một thìa than hoạt tính, bạn sẽ có được mặt nạ ủ trắng vùng da dưới cánh tay. Thực hiện 2 đến 3 lần một tuần để thấy hiệu quả rõ rệt.